Hai các bạn, đây là bữa ăn rất sang chảnh của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Họ sẽ ăn như thế nào? Đó, họ sẽ ăn là ức gà áp chảo, đã sau khi đã ướp với khoai lang, rau salad. Họ có thể ăn cà chua bi, còn mình thì ăn kim chi. Nên nói chung nó na ná giống nhau á. Thì thật ra là nếu mà thường thường á, là chỉ có những trên thế giới á, những người mà gọi là nói chung là rất là giàu có và những ngôi sao hàng đầu như là Kobe Bryant bên bóng rổ, hay là Mike Tyson bên boxing, hay là Mayweather bên Quyền Anh, Johnny Pacquiao, hoặc Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, nói chung là những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới á, họ đều ăn sang chảnh như thế này đó. Nên các bạn muốn sang chảnh giàu có giống họ, các bạn cứ ăn như thế này ngày qua ngày đi nha. Rồi, tôi ăn đây, tôi ráng luyện đây, các bạn cố lên.